Một ngày mới đã tới, các thành viên Love House bắt đầu dọn dẹp để chuẩn bị khai trương cho gian hàng đồ ăn thức uống của mình. Liệu rằng buổi kinh doanh đầu tiên có diễn ra thuận lợi? Nhìn trường vậy giống cái trái gì vậy? Cái tim mày khủng. Còn nhiệm vụ của em là cái gì? Nhiệm vụ của em là đưa ra những lời góp ý thiết thực. Không, nấu nước, pha cà phê xong rồi ngồi đây. Em đang đợi đồng nghiệp em tới. Đồng nghiệp nào? Em. Hello mấy anh. Em là bên team nào? Em hả? Em biết nhiệm vụ của em hôm nay rồi. Nấu nước làm cà phê trước đi mấy đứa ơi. Mấy anh đừng gấp nè, mấy anh đừng gấp. Em hay bị hoang mang lắm. Đi từ từ. Đúng rồi, anh đủ rồi anh. Thôi em chào anh. Dạ có cà phê anh. Cà phê đá hay là cà phê sữa đá? Cà phê sữa. Dạ, chờ em xíu nha. Ủa anh sang. Dạ dạ. Chờ có rồi anh. Chờ cà phê đá. Em nghĩ là có người bán cà phê chứ chưa có cà phê. Chết chưa. Ủa cái này có ba trống à. Vậy thôi em phải đi lấy nước nóng ở bên kia hả? Nước bên này có không? Đây là em lấy nước bên này. Ở ly mọi người cất đâu rồi ta? Không có ly luôn. Ta chế mà dối vậy. Tuy trước đó tất cả đã được cửa hàng gia dụng Mori Italy hướng dẫn tận tình cách sử dụng các thiết bị ở quầy nước và nhà bếp, nhưng vì cửa hàng chưa chuẩn bị xong mà vẫn chấp nhận đón khách, thế nên đã khiến tất cả trở tay không kịp và tỏ ra vô cùng lúng túng. Em nghĩ là anh nên đến vào ngày mai nếu tụi em có bán được. Hôm nay tụi em chỉ mới là set up. Hôm nay ngày đầu tiên luôn. Mấy cái này làm anh này chết. Chết rồi. Bả nát cái quạt rồi. Cái anh đừng. Cũng không hiểu là tại sao hơi trục trặc gì máy móc lại không thể làm ra cà phê được, làm bỏ lỡ khá là nhiều khách và doanh thu thì cũng không có được cao, cảm giác là không sẽ không giúp ích được gì cho mọi người nên hơi tiếc. Và mọi người ơi, bây giờ em xin phép đi làm chút xíu, tối em sẽ quay lại nhà chung nha. Ok, làm vui nha. Bye bye. Tối mà em xíu gì? Xíu của em tới 12 tiếng mà. Bình bún xôi thì là ba chấu chị. Mới sáng sớm khách đã chửi rồi. Đó là điều em đáng chứa được anh. Quán cà phê này là quán cà phê chửi. Chửi. Không, nghe chửi chứ không phải là quán cà phê. Đặt cái tên thương mà mọi người không thương vậy chứ. Thương không nổi đâu. Em nghĩ mình nên dời ngày khai trương qua ngày mai. Không anh, cái ngày hôm nay là ngày bán thử. Đúng rồi, nhà hàng nào cũng phải có chuyện ngày bán thử mà. Cái gì cũng phải có test thì mình mới khai trương. Sáng nay thì chưa phải là bán hàng chính thức mà là một buổi bán hàng thử thôi. Nhưng mà một buổi bán hàng hôm nay thì có thể thẳng thắn mà nói thì nó thất bại. Bởi vì công tác chuẩn bị không được tốt. Chúng tôi chưa có một người mà gọi là cửa hàng trưởng. Chưa có một ai chịu trách nhiệm cho cửa hàng. Nên là buổi sáng ngày hôm nay cũng rất là không được như mọi người mong muốn. Rút kinh nghiệm cho sai lầm sáng nay, các thành viên quyết định chế biến và nấu thử các món trước khi chính thức bán hàng. Phúc, Uri và Như cùng nhau thử nhiều công thức pha chế, còn việc nấu nướng do Lan Anh phụ trách. Thế nhưng mọi thứ dễ dàng với Lan Anh hơn nhiều vì không cần phải ghi nhớ công thức mà vẫn cho ra được món ăn đúng hương vị, là vì cô nàng đã sử dụng hũ nước cốt gia vị đặc biệt và an toàn từ Quốc Việt. Chưa ăn nhưng mà nhìn là thấy ngon mắt rồi. Nhìn đẹp mắt lắm luôn á, cho em một món nè. Không, thích. Từ ngon mắt thôi. Con đường đến trái tim nhanh nhất là thông qua bao tử. Mà Lan Anh lại nấu ăn ngon thế này thì khối anh phải mê mệt. Con hả? Mọi người... Của anh Phúc á. Mọi người quên mất anh Phúc hả? Đây nè. Quên anh Phúc của em hả? 7 người mà múc 8 tô luôn. Quên bạn kia đã đi rồi. Mày để cho bạn làm hả? Master Chef nha. Thôi phụ mình đi. Không. Hôm nay bạn đâu có phụ mình đâu. Mình đã van xin bạn ra phụ mình đi. Kêu không. Hôm nay mình đang phải làm cái bảng mà. Anh Phúc ơi, mai em đi làm á nha. Mà anh có barista phụ anh à? Ai vậy? Chưa gì em thấy em bị đuổi rồi. Mà đợi nghề. Ủa gì vậy? Ông làm bếp chính mà. Tại sao ông lại? Tại tôi làm phụ dân. Không, tại tôi biết pha cà phê. Dạ thôi, làm cả hai luôn. Oh yeah. Bộ dạng nũng nịu của Lan Anh dành cho Lộc không khó để mọi người chú ý. Em, anh sợ em gửi nhầm tình cảm thôi. Anh sợ em gửi nhầm tình cảm của em cho người khác, người cặp đôi bí ẩn á. Có vẻ như anh rất là chắc chắn. Đúng rồi, chắc chắn ở người ở yêu xa. Yêu xa khổ lắm mày ơi. Là yêu bên Úc
nhưng về về Việt Nam thì lại bị xa cách. Ừ, về Vũng Tàu á, mà Vũng Tàu lại quận 12 nó xa cách. Vũng Tàu quận 12 xa cách lắm. Vũng Tàu thì có lộc mà quận 12 thì lại nhà Như, chắc hai nhân vật này sẽ nhột lắm đi. Đúng rồi, xa mà anh, Vũng Tàu 12 cũng khá xa đó. Sao hả? Nhưng mà em nghĩ là anh đi bước nhà sai rồi. Cái gì cái gì? Trước cái bước mà ghép em với Ngọc là sai. Ừ, sai lắm luôn á. Nhưng mà cũng cũng có điểm hợp lý ha. Như thì kiểu mà ngây thơ, chưa quen ai bao giờ. Còn cái kiểu vẻ ngoài của Lộc lại cũng kiểu mà rất là thầy giáo và rất là học sinh. Tuổi cũng xem tuổi cũng xem nhau. Một cái người nào đó kiểu có hai cái trường hợp như vậy. Tại vì á, đâu em biết sao. Như ông này thì không thể nào để bé qua lộn. Như anh Trung thì không thể nào để cho Như quen được rồi. Không có hợp với em, hiểu không? Không có hợp với Như. Đúng. Mọi người đừng lộ ra cái vẻ bất an. Phải diễn thật đạt như hai người này nè. Ờ, nói về diễn xuất thì đó. Còn nói ai ngoài anh nữa. Thật sự đúng rồi. Diễn thì em mới là số 1 chứ lại đúng sao rồi, nói diễn em, ta. Diễn không phải em là số 1 mà là đó là cái sở trường của em. Mọi người có sở trường riêng. Nhưng mà một thằng diễn viên vào đây diễn là ngay đầu tiên là bị mọi người nghi ngờ liền. Cái thằng diễn viên là cái thằng diễn ít nhất cuộc đời này. Đang diễn. mấy người mới làm mấy người diễn nhiều á. Anh Lăng đúng không? Anh đang không. Đang nói thì bị anh đang dự đoán. Cái người mà nét ngờ nhất, bình tĩnh thôi. Xuất hiện nhất, bình tĩnh thôi. Đúng rồi. Trời, giống như đang chơi imposter vậy á. Anh đã kiểm soát, em kiểm tra rồi, em chết rồi. Thôi rồi mọi người. Đúng rồi. Mình đang tìm hiểu nhau sao mình tự nhiên bàn qua cái vấn đề đó vậy? Em là anh nhìn qua anh biết rồi. Ghê vậy, chết. Không, thật ra mình tìm hiểu cặp đôi bí ẩn để mình biết mình không có gửi gắm. Đúng rồi, chính xác. Đấy, gần rồi đấy. Tính ra là hôm qua là anh cũng cái nhìn của anh rất là nhiều luôn á. Bạn nữ nào cũng cặp đôi bí ẩn luôn á. Không. Thật ra là mình gửi nhầm địa chỉ nó mới vui em ơi. Đúng rồi, em mới vui. Không vui lắm đâu. Sẽ có người buồn, người khóc nữa, người khóc nữa. Giờ cho ví dụ cho nó dễ hiểu ha. Không. Ví dụ như ngày xưa anh có hai món, anh thích một loại hơn, anh sẽ ăn hoài cái loại đó. Còn bây giờ mình có nhiều sự lựa chọn thì anh nên thử tất cả để tìm ra cái điều mà anh yêu thương. Đó không phải là tình yêu. Thử thách. Đừng trong tình yêu đừng đem ra thử thách. Thử thách nhiều quá không tốt. Thử dừa. Sau này vậy. Nhưng mà anh biết sao không? Em nghĩ là cái gì nó cũ nhưng mà có cái mới tới nó vẫn phải. Không, đó tùy thôi, tùy người thôi. Thấy không? Cặp đôi người ta nói là rất là hợp lý. Đây là tấm chiếu đã trải rồi, đang cố dùng kỹ thuật biểu diễn để che lấp. Đây là một tấm chiếu trải đã nát. Đã nát. Tấm chiếu trải nát rồi, mình là tấm chiếu chưa trải. Anh nói gì tấm chiếu anh chưa trải, anh nói gì sao vậy? Không sao đâu em, không sao đâu. Em đâu nói gì đâu. Trong nếu mà cái điều ước của anh nó thành hiện thực á thì anh cũng muốn với con bé này lắm, với bé BT lắm. Thật sự mà. Không, nhưng mà em anh không có, anh có không mình nên không dùng đó. Tên của người ta để chứ đừng có tại sao lại cứ lo cái ngành nghề người ta. Tôi không phải BT cho mọi người, tôi ăn rất là nhiều đó mọi người. Ủa, ăn nhiều liên quan gì? Ăn nhiều liên quan gì BT đâu. Nhưng mà anh thích gọi em là BT, tại sao anh không gọi con bé này là BT? Nhìn tướng đâu giống BT đâu. Ủa? Nói giỡn chứ gọi sao cũng được mà. Đúng rồi, anh biết con bé đó là gọi sao cũng được, anh mới gọi là BT. Thấy không, biết rồi sao gọi sao cũng được, tại vì là người ta đã quen nhau lâu rồi. Tuyết rồi ure ure rồi ure gì. Cặp đôi bí ẩn là anh Trường và bạn Yuri, tức là bằng linh cảm của mình thì tôi đoán là bạn Yuri đang có người yêu, mà mẫu người như bạn Yuri là rất mạnh mẽ chứ không hề bánh bèo, thì người có thể làm cho cô ấy cảm phục, người có thể làm cho cô ấy yêu là một mẫu người đàn ông ít nói, làm nhiều, có thực lực. Mà cái mẫu người đó thì chỉ có tôi với anh Trường thôi. Mà tôi thì chắc chắn là không phải rồi. Thì chỉ có anh Trường. Giờ sau khoảng thời gian mệt mỏi mình chơi giống trò hôm qua. Đúng rồi. Tôi xì. Người nào thắng thì có thời gian riêng tư. Giống như hôm qua. Hai người nghỉ còn lại dọn dẹp. Thế nói chung xuống xì đi để mình vô đi hẹn hò kia. Rồi nam đi để quyết định xem nên vui hay buồn nè. Thôi nữ chứ, để tạo động lực cho nam. Thôi lại đại đi. Tại vì hôm qua cũng nam rồi, hôm nay tới nữ. Em thắng đó. Cũng như cái quy tắc cũ là hai các bạn thắng cuộc sẽ được đi du lịch, thì các bạn còn lại sẽ đi rửa chén. Thì họ bên nữ á nhanh lắm, đơn giản lắm, một phát thôi
thì chị U đi thắng. Còn bốn bạn nam thì đến 1, 2, 3 tất cả đều ra nha. Anh thua rồi đó, giờ anh thua rồi, ba người chơi đi. Anh nếu mà không ra là bị luôn nha, thua luôn nha. Anh muốn thua cũng được, có thật. Đâu chắc gì anh thắng đâu, đâu chắc gì anh thắng đâu. Tự nhiên anh Trường, anh nhất định anh nói là anh ra búa nè, anh nhất định anh ra búa. Xong rồi làm cho mọi người có cảm giác là mọi người không có muốn, không có thích như vậy. Lúc đó anh Trường nói với anh Trung á là dù em có thắng hay thua thì anh cũng rửa chén thay cho em cho. Xong rồi mọi người mới không đồng tình với ý kiến đó. Xong rồi mới đổi qua trắng hoặc đen. Thì anh Trường cũng lại nói là để anh đen cho. Ủa, nó bị chậm rồi kìa, lại đi. Nó bị chậm anh rồi đen nha. Anh đen nha. Xong rồi thành ra là 2-2 nên suy ra là mọi người có nảy sinh ra một ý tưởng, đó chính là ngắt cái lá bông của hoa hồng. Nếu như mà ngắt tới chúng tên ai thì người đó sẽ đi chung với chị Uri. Còn có hai trái à? Còn có hai lá. Phúc, Trung. Wow. Số phận đang ăn bài anh. Và một cách cũng không ngờ tới đó chính là anh Trường. Biết đâu họ là cặp đôi bí ẩn. Sau giờ nghỉ trưa, các chàng trai quyết định chia đội để thi tài với nhau. Và bộ môn thi đấu lần này chính là bắn bi da lỗ. Hình phạt cho đội thua cuộc có vẻ rất kinh dị. Thử thách là để bác bạn nữ nghĩ ra đi. Kiểu như là chọc vẽ lên mặt hay là kiểu sao? À, được. Em có chạy bút nè. Không, vậy nếu vậy thì thằng nữ một bên, mỗi người một bên. Để mà vẽ đều hết luôn chứ tự nhiên bốn nam vẽ rồi hai người nữ đứng ngồi cười hả? Yeah. Rồi. Rồi chọn phe đi. Gái chọn đi gái. Ừ. Em nghĩ cái này là hên xui á. Thì chọn tại đi. Tại vì chứ em đâu có biết mọi người có giỏi hay không đâu. Em hãy về đội của anh. Ok anh, em về đội của anh cố lên okay. Nha. Ok. Rồi em chết rồi đó. Trời. Vô. Ủa nếu mà nữ về đội này thì sao? Thì là nếu như mà thắng thì cùng thắng, nếu mà thua thì cùng thua. Là tới anh, rồi tới. Đúng rồi. Bây giờ tới em. Mọi người, mấy anh ơi, mấy anh cố gắng lên xíu anh. Ok. Cùng lắm thôi, thôi gì đâu. Được. Hai cao thủ quá coi chừng, nhìn đáng sợ quá. Vô đấy gì vậy? Vô đất trơn rồi đấy. Vô đất trơn rồi đấy. Một cái. Tuy đội bốn mắt là Phúc và Lộc có khởi đầu thuận lợi khi bắn lọt bi trơn, thế nhưng đội hai mắt là Trung và Trường lại có nhiều kinh nghiệm hơn nên bi sọc nhanh chóng được đưa hết vào lỗ. Đội hai mắt chỉ cần bắn lọt bi đen cuối để giành chiến thắng. Liệu đội bốn mắt có kịp gỡ gạc? Chuẩn bị cho bạn cơ hội. Chuẩn bị không? Thôi thấp em hiểu không? Thôi thấp. Thật ra cũng hơi quê nhưng mà xa đấy. Coi chừng trúng bi đen trước á. Mạnh lên. Coi chừng đặt banh á. Rồi xong end game rồi em ơi. Em nghĩ là hỏi thằng kia đã không? Thằng kia mà rồi. Nó vào tay rồi. Anh game rồi. Không rồi hả? Anh này không thể đi anh, lại rồi em. Không hiểu sao em nhìn ánh mắt của đôi bạn sợ hãi em thấy sao anh ơi? Anh đánh từ từ lên. Em nghĩ anh nên thể hiện một chút sự thương xót ở đây. Chắc vậy quá. Anh phải làm vậy quá. Để mà mình tạo cuộc chơi nó hấp dẫn hơn. Đúng rồi anh, đúng rồi. Cứ nói vậy đánh rớt đỡ quen. Đúng rồi. Anh làm kỳ quá. Vâng, anh xin cảm ơn rồi. Rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Anh biết rồi, em rất cố gắng nhưng mà cái đẳng cấp thì nó luôn được thể hiện. Ok anh. Thắng thua đã rõ và Lan Anh vô tình lọt vào đội thua cuộc với Phúc và Lộc, thế nên bộ ba này sẽ bị vé mặt. Cái này được đấy. Chúc mừng đi. Ai? Bé Lan Anh cho chồng bé Lan Anh. Thôi. Lan Anh lắm. Mặt Lan Anh cũng có nét. Đúng, có nét dốc cơ. Đúng rồi đó. Lớn lắm. Trước khi anh làm á em nghĩ là anh dùng lớp kem nền này nè, nó phù hợp với Lan Anh hơn á. Anh rửa tay chưa? Anh hả? Đâu cần phải rửa đâu, Anh dùng cái này thì đừng có chạm tay lên da em tại vì em dễ kích ứng. Xin chúc mừng Lan Anh. Lan kim. Lan kim mắt á, răng mắt á. Trời, giống như là anh đang sơn tường vậy á. Anh chuẩn bị sơn tường nha, nhớ là sắp cơ lại cho anh nè. Mình chuẩn bị ghê quá trời, sao mình thua vậy? Gỡ kính ra. Em hỗ trợ cho. Chị ơi cứu em. Thôi mới vậy. Nè hình mẫu nè. Ngột không hả? Ngột không? Cái lớp kem này nhìn đánh ok quá ha. Em đánh hơi bị có tâm luôn á.
Trời ơi. Dễ thương, dễ thương. Em có tâm lắm mọi người. Từ từ, em đang có một cái idea nữa. Cái khúc mà Như makeup cho Lộc á, thật sự là chỉ suy nghĩ là đánh cái lớp cho nó trắng, cho nó bệt, cho nó trắng. Chứ xong rồi tự nhiên đang đánh thì xong suy nghĩ là tại sao mình không hái chứ hai cái chấm tròn màu đỏ này vô thì nó sẽ rất là dễ thương. Thì mọi người mới bảo là ủa đây là ai vậy? Sao kêu trời ơi, cái này thật sự là chỉ là trong cái trí tưởng tượng thôi chứ sao mà biết đây là ai. Rồi sau rồi mới họ Lộc nên phải biết cảm ơn. Thì thật sự là cái tác phẩm của Như nó nhìn dễ nhìn nhất lắm. Nó không có phải là giống như mọi người nhìn nó đáng sợ, nhìn nó hơi ghê. Trong thế này thì không biết là nên vui hay nên buồn, nhưng hả hê nhất vẫn là đội chiến thắng. Vui là thế đấy, nhưng giờ phải đi tẩy trang, chắc mệt không kém. Khổ chưa, thấy khổ chưa? Khổ thiệt á. Bày đâu? Ai vậy? Dạ? Ai đẻ vậy? Bày chi, bày chi. Ủa, cái này là do mọi người... Giờ dọn đi, thấy không? Giờ do mọi người đi chơi pizza chứ bộ. Ai, ai đòi đi chơi pizza hả? Ủa, lâu đòi đâu. Ai đòi đi chơi pizza? Nhưng mà giờ bạn bày mà tôi giờ bạn dọn đi, cái trách nhiệm đi. Ủa, tẩy trang có gì ghê gớm không? Ghê chứ em, ghê lắm. Tại vì tẩy trang thì không có gì ghê, nhưng mà tẩy cái mặt em thì thấy ghê. Nhẹ thôi anh bây giờ, thì em có ghét cảm từ từ, nhẹ thôi. Nè, không nhẹ, hơi bị nhiều lắm. Ủa, gì nước tẩy trang có máng không? Nó chùi mạnh á. Làm đường làm, làm sao? Nước tẩy trang thấy mát không anh? Rẹt. Mát quá. Ủa, gì nước tẩy trang có máng không? Mặt con Lộc nó dễ thương ghê, nó cứ xa xa, nó cứ ngây 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 sao. Thôi bây giờ nhắm mắt lại nha. Vậy mới quen được con bé này. Hợp nha. Lúc nãy vậy mới quen được con bé này. Trời ơi, em nói với anh là không có quen thiệt. Ghê, còn nhìn đây nè. Trời đất ơi, nhìn giống như là chuẩn bị tra tấn. Nhìn cái tôi nhẹ nhàng. Thấy không? Nè, nhìn thư giãn. Nó quen làm quen rồi, cũng quen rồi nó vậy. Trời ơi, coi người ta cưng chưa kìa. Thứ hai, nó còn xuất phát từ tình yêu thương trong đó nữa. Yêu xa á. Yêu xa nó lâu ngày gặp lại như vậy á. Ủa, có sửa cái mặt không? Không. Rồi, lên sửa luôn mặt nó xong. Ok. Không muốn nhìn lại Phúc nghĩ là Phúc có một chút tình cảm, không phải gọi một chút tình cảm mà gọi là có tình cảm cho Tuyết hơn là so với các thành viên nữ còn lại. Và Phúc cũng cảm nhận theo hướng ngược lại, Phúc nghĩ là Tuyết cũng có dành một chút tình cảm dành cho Phúc. Xong rồi anh lên rửa mặt lại là được rồi. Ok, cảm ơn em. Anh nghĩ sẽ để vậy luôn, tại anh thích da anh trắng hơn xíu. Cảm ơn em nhiều. Sau khi các chàng trai ra về và cánh cửa phòng nữ đóng lại thì đó chính là lúc những cảm xúc thật sự được bộc lộ. Cuộc đời của Lan Anh là chơi cũng dính vô anh Trung hả? Sao nãy mà không nhờ anh Trường dễ ta? Ông dành mà bà. Thì vậy thích mà. Nói lắm kìa, hồi nãy còn đụng tay vào đùi tôi cơ. Kiểu như cố tình đụng chạm nhá. Nhưng mà em hiểu không, kiểu giống xong như là lúc ngồi còn mày là tính nắm tay em cơ. Xong rồi lúc lấy đồ á, chống vậy nè. Ngôn tình đó em, Hàn Quốc hay vậy đó. Thì tôi ghét lắm luôn á, tôi ghét những người mà có hành động như vậy với tôi á.